32 tuổi là nhỏ hơn cả chị. Ôi chị lớn thế rồi ạ. Anh, nó kêu chị lớn thế hả? Non, tại vì chị tóc kia nhìn rất trẻ. Không bao giờ được nói tuổi tác với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi. Xin lỗi em. Câu này câu chí mạng luôn. Đau cái đây quá. Không, nhưng chị Tiên rất là trẻ. Rất là trẻ, chỉ là những câu mình dành cho những người. Ok, em xin đôi của anh á. Ok, anh sẽ giữ im lặng.